Xin chào mọi người, hello mọi người. Hôm nay mình cùng nhau ăn cơm chiên nhé. Đây, cơm chiên này, các bạn nhìn hấp dẫn không bạn? Đây, kim chi của cải mình làm nè các bạn. Kim chi mình cũng làm. Giờ ăn cái cây nhé. Cái là uống sữa đây. Đây, hôm nay mình cùng nhau ăn nhé bạn. Hello mọi người, xin chào mọi người đến với Trang Vương Vlog nhé. Hôm nay mình cùng ăn cơm nha nhé mọi người. Cơm chiên và kim chi. Giờ mình chỉ có cơm và kim chi thôi. Mình cùng ăn nhé mọi người. Mời mọi người nhé. Cơm kim chi. Cơm đầy đủ rau cải đó các bạn. Ngon quá. Kim chi. Ăn cơm đó nó bụng quá. Các bạn ăn cơm chưa các bạn? Chúng ta ăn cơm mình nha. Có tôm, có trứng, có đậu que, củ hành, nói chung là dạ rau cải mà. Các bạn chiên cơm này á cho mấy bé ăn các bạn. Đúng rồi, rau cải mấy bé thường ít ăn lắm, ít có bé nào thích ăn rau cải. Mình bầm vô hết nhà mình chiên á mà mấy bé thấy đẹp mấy bé ăn. Có khả năng mình làm năm lần mà ăn lần các bạn, cuối tháng 12 ngon lắm các bạn. Các bạn ăn cái này với mì á cũng ngon. Nay dịch nhiều quá bạn, bên mình nay dịch nhiều lắm. Dọn ly cho cấp 4 luôn các bạn. Là ban ngày chỉ được tụ tập 4 người, từ 6 giờ trở đi á là chỉ được gặp có 2 người. Nó định lên một ngày 1.000 mấy người á, tự nhiên có thảo lương quá trời. Ngon lắm các bạn. Đừng lớp rồi. Rồi mới ăn. Ngon lắm các bạn ơi. Kim chi nè. Kim chua chua. Kim chi ngon. Có bạn nào mới qua mà không ăn kim chi được á thì ăn không. Nó ăn này đủ chất không các bạn. Tôm cũng có,
mà xúc xích cũng có, trứng gà cũng có, rau cải cũng có. Cuối tuần các bạn ấy có đi đâu chơi không các bạn? Lau dịch nhiều lắm, đi cẩn thận, mang khẩu trang vô, mà tốt nhất đừng có đi ra ngoài bạn, dịch nhiều nguy hiểm. Bắt đầu tuần sau thứ hai là giảm đi cấp tốt cấp bốn à. Giờ không biết như nào hết rồi. Xong cho mau hết rồi. Các bạn làm thử bạn ăn đi bạn. Ngon. Từ bao giờ không ăn cái gì luôn ta. Ngay trở lực các bạn. Đừng đi ra ngoài. Ở nhà bắt máy lạnh cho mát. Có lạnh á, cho mát. Thế rồi á, mình làm những món ăn mình thích á, ở nhà mình ăn. Đừng đi ra quán, nguy hiểm. Ví dụ đi ra quán á, các có ai bị bệnh á, là mình cũng phải cách ly các bạn. Không biết làm được. Đã dịch không có dịch nhiều mà còn không đi làm được nữa là nhịn đói luôn á. Rồi một mình là ăn quá đậm ăn tô nữa. Miếng cơm với ăn miếng kim chi không cần những món ăn ngon nhiều chỉ cần như đây là no bụng á bạn, món là ngon luôn á. Nó thì còn cái mỏng mà còn lớn là thương ngon lắm, chín chín chua chua. Tôm trộn ăn chín chín hợp lắm mấy bạn. Ăn xong rồi bạn bấm dữ lắm rồi ăn ăn cháo rồi ăn trắng miệng trái cây chấm mình uống miếng nữa à. Của tôi với bạn chứ không được mà uống nhiều đi chấm bổ xương của tôi. Thế là cho mấy em nhỏ uống á, vừa bổ xương là vừa cao lắm á, uống sữa nhiều nó cao dữ lắm mấy bạn, mấy em bé á. Uống hết rồi. Giờ mình ăn miếng
nào tráng miệng. Mình không có ăn chua nữa. Ăn chua chua, ngọt ngọt. Nhưng mà mình không thích ăn chua. Mình chấm muối cho ngọt. Sao mày không chấm muối? Ngon. Muối đen lên nè. Tình quê hương em chỉ có đặc sản là muối Tây Ninh và bánh tráng à. Cái này hơi mềm. Mày ăn cái này xuống. Đánh chua mình ít ăn. Đường tay, đường tay tôi biết à. Hai này mềm, chấm ăn. Ăn trái tính này. Thèm cốc ỏi ăn này đỡ đi. Ăn cái gì cũng từ từ cốc ỏi. Cốc ỏi bắn mắt. Về núi Bà Đen Tây Ninh không? Nhớ núi Bà Đen quá. Dịch này không biết chừng nào mới được về quê hương. Chắc 4-5 năm nữa nha mấy bạn. Tự già là về luôn. Nó chua chua mà chấm muối thì ngon. Mấy bạn nào mà thích ăn chua là thích nó nè. Mình không thích ăn chua. Lâu lâu mình làm trái hay trái thôi. Chứ mình không thích ăn chua. Muối cay các bạn. Muối cho nhìn. Thôi chào các bạn nhé. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ nha.